Bây giờ tôi mở hai con, cũng vào đây luôn.
Rồi, cô bấm ra coi. Rồi, cô bấm mở nắp ra. Cô nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. 1, 2, 3. Rồi, lại nắp lại. Em lúc 100 luôn, lại nắp lại. Rồi, cảm ơn con. Cái nước này là nước mắm nha. Nếu nấu nào mà không lỡ, cái nước này nó mắm không giỏi. Nấu nào không giỏi, cái này nó mắm không giỏi. Nấu nào không giỏi, mà chị nào chưa có chồng xong thì có chồng xong chưa có chồng rồi bỏ chồng theo hoàn tất rồi hả? Anh này hả? Rồi hết nước nữa rồi, không mở ra bên cạnh nước không còn rồi, trong nước có mấy chục lai hả? Rồi sao phải để đây làm nữa nghe? Không có làm, không có làm, không có làm, cầm cái nắp coi, bỏ tay coi, lại nắp lại, cái nước không? Rồi nước đây không có. Nước thoải mái, nước đầy luôn, không có nước nữa. Rồi, còn nó ra còn nước không còn mà. Không có nước nữa không? Không có nước luôn. Đây, lắp lại là nửa đây. Rồi, nước đây, nó không có nước. Hết tóc luôn rồi. Có rồi. Sợ sợ nắp. Rồi, cảm ơn anh chị, cảm ơn con nha. Rồi, bây giờ em lên một con xích, hai con xích ta xem luôn ha. Thank you.
chúng tôi thường trú đang ở bên Mỹ, nhưng tốt đất hôm nay là chúng ông về không được, là cái khu vực này là chúng đầu tư tiền bạc tất cả cho chúng ta trao và từ từ Việt Nam qua Trung Quốc học khu vực này. Khu vực này là đã biết chúng tôi đã chuyển qua rồi, là thoát hiểm, là thoát chỗ nào, gặp nữa thì chúng tôi thể giúp được là con đường chúng ta như thế nào, sau đó tổ chức cái việc này rất là hiểu này. Cảm ơn các bạn, chúng tôi chờ một con trai, hay một con trai, lên đây của khu vực này. Nếu như ông đã có lên người ta ra cái việc thì không được, cái đó là con khó thì nó tự đẩy tay thì thấy cái cây còn thể họ thôi, thì sau đó cái việc này họ rất là lâu đó, thành mấy trăm giờ đó, hôm nay nhưng mà họ có thể tại khu vực thì được thế ra riêng về người ta thì mình sẽ đạt được đặc biệt trong một tầng 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 đơn giản thôi, nhưng mà còn thêm nếu một xíu được rồi là để chúng thể thoát được rồi khỏi cái tay là không sao hết. Bây giờ cháu nào nè, anh nào cũng được, lên đây cùng chú Hề đây rồi. Chú Hề sẽ giữ cái này luôn, nếu không thì chú Hề không thể giữ được. Em trai bằng cái đỏ này em, áo có đáng ghét, áo trắng, áo trắng lòng là trang những cô gái ra đò đánh luôn. Đó là trời rồi. Giờ sao giờ mấy con có lên học hay là mấy anh có chuyển lên được cho chú Hề hay không? Nếu lên thì chú Hề mới giữ được, không lên chú Hề không giữ được cái việc này nha. Hả? À, rồi hay là cái hề sẽ đổi cái khác cho anh chị chú cháu giỏi xem. Con ơi, cứ lên dùm cho chú đi với nhau hết. Mạnh mẽ như đàn ông đi. Trời ơi, trời ơi. Thôi, không có đặt cái kia là nói một tiếng tập đó lên liền, cái đồ lên liền ha. Chị chú thì em không có thể nào mà em vừa trong nhà đang mình tiếp tục là được. Không có nào thì anh chị có muốn đi rồi là em đặt cái kia. Nhưng em muốn nhiều người thì chứ em hay hơn. Thành công không có một ngày luôn á. Thôi anh chị nào nè, đấu nào nè, lên chút chừng được hả? Em nào cũng được, lại lên đi. Lên hơn không lên thì em đổi cái cục khác được không? Từ trong này em có nhiều cái cục bảo thuật và cái cục xếp. Cái cục xếp hiểu này là em nên ra cho phục vụ cho chị chú xem. Cái cục này chưa cho ai diễn hết. Rồi rồi, đúng không? Ở trên đường tí của tài năng hay là bất kỳ đầy có cái cục đó. Cái cục này luôn, hãy đổi 100%. Này bên tay đổi, bên tay lên một bình thôi. Let's go.
Cảm ơn mọi người, anh là một lãnh đạo khán giả, chúng tôi rất là đặc sắc.